Xin chào các bạn, mình xin giới thiệu mình là Minh, một tư vấn bán hàng của Mazda chi nhánh Quảng Ninh. Thì hiện tại mình đang ngồi trên chiếc xe Mazda CX-5 phiên bản 2.0 Premium màu trắng. Thì chiếc xe được hãng xe Mazda công bố với giá bán là 989 triệu đồng. Thì với cái mức giá như này thì được chiếc xe thì được trang với mức giá như vậy thì chiếc xe được trang bị rất nhiều là tính năng tiện nghi và công nghệ an toàn. Thì đây là khoảng không gian của chiếc CX-5 2.0 Premium. Và sau đây thì tôi xin giới thiệu bạn, đó chính là cái tính năng màn hình hiển thị HUD, màn hình kính HUD ở trên kính lái. Đầu tiên thì tôi sẽ giới thiệu bạn đây là đây, các bạn có thể theo dõi thì nhìn thấy được là đó chính là cái kính HUD ở trên màn hình HUD trên kính lái, đang hiển thị là 0 km/h. Đấy, bên cạnh có thể là nhìn rất là bé hơn, nó là chân ga tự động cruise control đấy. Thì bây giờ thì tôi xin được trình bày về cách chỉnh chỉnh cái thông số hay là chỉnh cái độ cao cao thấp và mức độ ánh sáng trên cái màn hình kính HUD này. Thì đầu tiên đây là màn hình 7 inch, 7 inch có thể cảm ứng được nhé, mình của CX-5 có thể cảm ứng được rất tiện lợi. Đây là cái chế độ, cái option mà cái chức năng mà chỉnh cái màn hình HUD này. Mình vừa đã chỉnh bằng cảm ứng này, hoặc là có thể chỉnh bằng cụm Mazda Connect. Đấy. Thì đầu tiên đó chính là hai cách chỉnh độ cao thấp của màn hình HUD. Đây tôi sẽ chỉnh xem. Các bạn có thể nhìn rõ cái số 0 km/h không ạ? Tôi sẽ cho lên cao. Đấy, màn hình đang lên cao và nó ở trên gần tầm ngang với logo Mazda, chiếc Mazda 2 Sport ở phía trước. Đấy, và nó trông thấp này. Như đây. Đây, bây giờ thì nó đang ở bây giờ thì nó đang ở chỗ đuôi của chiếc xe, cản sau của chiếc xe Mazda 2 Sport. Đấy. Đấy, tôi sẽ cho vào giữa. Đây, vào giữa chính giữa mà trung tâm của màn hình kính HUD này. Ở bên dưới là chế độ Brightness Control, nghĩa là bạn vừa có thể để chế độ auto này, đây để chế độ auto này. Đấy, thì mọi cái chức năng nó sẽ để hết về không, và bên cạnh là mình chỉnh về mức cao nhất Brightness Control. Còn ở dưới Brightness là tăng giảm ánh sáng, tăng giảm ánh sáng thì tôi có thể cho đây, tôi sẽ giảm cho nó tối này, giảm tối này, đấy số 0 sẽ mở hẳn, còn nó tăng giảm ánh sáng lên này, các bạn là cái số không nó nét nó sáng hẳn lên. Đấy. Còn tiếp theo là chức năng rotation, đó là chức năng kiểu như là để về chế độ nghiêng nghiêng của cái màn hình này. Đấy, nó sẽ nghiêng một chút thôi, nó chỉ nghiêng một chút thôi, nó không thể nghiêng hẳn được. Display information là thông tin của cái cài đặt này. Cái Active Driving Display này nó là mình tắt cái chế độ đi. Đây tôi ấn là tích, mình tích vào nữa nhé, thì sẽ không còn mình hiển thị. Đây, tôi tích vào thì đấy, nó đã hiện lên cái kính HUD ở trên kính lái rồi, màn hình HUD trên kính lái rồi. Còn cuối cùng là reset lại hết cái đó. Đây reset lại thì tất cả thì các cái nút cài đặt này nó sẽ về không, chế độ về không hết. Thì màn hình hiển thị HUD này thì nó sẽ hiển thị tốc độ này, và xe có thêm cái chức năng giữ làn đường hay trực làn đường thì màn hình hiển thị này cũng hiển thị lên cái tính năng tiện nghi đấy, nó là hệ thống an toàn chủ động. Và tiếp theo thì tôi xin giới thiệu về phanh tay điện tử. Đây, phanh điện tử đây, nút phanh điện tử này. Ở trên mặt tapno này thì bạn có thể nhìn thấy cái phanh điện tử đang hiện phanh điện tử ở trên vòng tua máy này, nó ở trong đồng hồ vòng tua máy này. Khi tắt phanh điện tử, khi mình di chuyển ấy, mà tắt phanh điện tử như nào thì nó sẽ có hai cách để tắt. Một là mình nhấn vào chân phanh, và mình nhấn vào chân phanh này và mình đẩy nó xuống để bạn thả ra. Thì đây nó đang ở chế độ tắt phanh điện tử này. Đây. Các bạn nhìn thấy đây, nó không còn hiện sáng nữa ở trên vòng tua máy, không hiện. Và cách thứ hai ấy là mình sẽ tắt dây an toàn này, và về số
về số, về tần số M hoặc D để di chuyển thôi, thì là chiếc xe sẽ tự động ngắt. Đấy. Còn đâu mà chiếc xe thì đang ở trên showroom nên tôi sẽ không thể để không không thể di chuyển xe trên showroom được. Phanh tự động sẽ hai cách. Và cái cuối cùng mà tôi xin giới thiệu đến với các bạn đó chính là cách điều chỉnh vô năng. Thì cái này rất đơn giản thôi nhưng mà nhiều khách hàng có thể họ không để ý đến, hoặc là những bạn tư vấn sale Mazda sẽ chưa tư vấn được. Thì giờ tôi sẽ xin trình bày về cách điều chỉnh vô năng. Đây ở dưới đây bạn thấy đây có một cái nãy này. Nãy nó ở dưới bên này, nãy xuống này. Đấy. Thì vô năng nó sẽ sụt ra này, đấy sụt ra này, sụt vào được này. Đấy, nên à xuống này, xong rồi lên. Đấy. Khi nào mà ở một cái vị trí nhất định mà bạn có thể thấy nó rất là nó tiện lợi để bạn di chuyển chiếc xe rồi ấy, thì mình sẽ nãy này này, mình sẽ nãy này lên để nó khóa lại thôi. Đấy, đây ở vô năng tầm mà tôi có thể ngồi cảm thấy thoải mái khi điều chỉnh điều khiển chiếc xe. À, phần đây là phần kết thúc của tôi, mình trình bày tôi về ba cái tính năng cơ bản của chiếc xe, đó là màn H H cách chỉnh màn HUD và phanh tay tự động, phanh tay điện tử đấy, và cách điều chỉnh vô năng. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Thì xin gặp lại, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.